Năm 1933, Mỹ gặp khủng hoảng kinh tế, hơn 15 triệu người thất nghiệp, bạo loạn diễn ra khắp nơi, còn có người bị đánh chết ngay giữa đường. Rất nhiều đại gia cũng đã phá sản chỉ sau một đêm. Ví dụ như anh ta, một vận động viên đấm bốc hết thời. Trước kia chỉ cần đấu một trận là anh có thể kiếm được cả đống tiền. Giờ thì sáng chỉ uống sữa pha nước, ăn dăm bông mỏng tang. Đây là một bộ phim tiểu sử thật, kể về câu chuyện người đàn ông này đã cố gắng giúp gia đình vượt qua khó khăn như thế nào trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Rất nhiều người nói đây là bộ phim điện ảnh về đấm bốc hay nhất, vì nó có thể khiến những người chán nản tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Nam chính là người đàn ông tên James này, là bố của ba đứa trẻ. 5 giờ sáng, anh lại phải ra ngoài đi làm rồi. Nhưng bến tàu mỗi ngày chỉ chọn 9 người. Lần này anh lại không được chọn, thật thảm hại. Trở về nhà, đứa con trai lớn ngồi một góc, không dám nhìn thẳng vào James, bởi vì cậu đã lấy trộm một chiếc xúc xích. James dẫn con trai đi xin lỗi. Con trai nói nhà hàng xóm vì không có tiền mua thức ăn nên đã mang con cho hết đi rồi, cậu không muốn bị cho đi. Bố hứa với con, nhà mình sẽ không bao giờ cho con đi. Nhìn những hóa đơn nợ tiền điện nước trên nóc tủ, James quyết định đi thi đấu một trận nữa. Dù thua hay thắng đều được $50. Đây là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Nhưng không đánh còn đỡ hơn. Trong ngày thi đấu, vết thương cũ của James tái phát. Trong lúc thi đấu, xương tay phải của anh bị rạn nứt. Cuối cùng trọng tài tuyên bố dừng trận đấu. Điều tồi tệ hơn là ông chủ bị khán giả chửi với thậm tệ, thậm chí còn không trả tiền cho anh mà rời đi luôn. Trở về nhà, tay phải của anh bị rạn 3 chỗ, từ nay về sau không thể đấm bốc được nữa. Nguồn thu nhập duy nhất trong nhà đã mất rồi, không thể chi trả được tiền điện nước. Vì không muốn cho các con đi, anh quyết định ra bến tàu thử vận may, nhưng bắt buộc phải dùng xi đánh giày bôi đen vải băng bó. Làm thế thì đốc công sẽ không nhận ra anh đang bị thương. Ngày hôm sau, anh đã được chọn, nhưng anh làm việc hiển nhiên là khá mệt nhọc. Vết thương trên tay bị phát hiện, may mà được người làm cùng che giấu giúp. Chúng tôi chậm hơn những người khác sao? Anh ấy có sao đâu, nhà đã bị cắt điện. Vợ anh đành phải ra ngoài lấy áp phích quảng cáo làm củi đốt. Nhưng họa vô đơn chí, con trai sốt cao, con gái cảm lạnh, bác sĩ cũng không cho nợ tiền. James trở về nhà, phát hiện vợ đã đưa con cái đi gửi nhờ. Hai người cãi nhau một trận to. Chuyện về các con chúng ta nên bàn bạc cùng nhau. Chúng ốm nặng quá, bác sĩ lại không cho nợ tiền. Đưa con đi thì cái nhà này còn có ý nghĩa gì nữa, chúng ta đã bị đánh bại rồi. Chúng ta có còn tư cách làm bố mẹ không? Không phải là em từ bỏ các con, nhưng anh đã hứa với con rồi. Lúc ở ngoài cửa hàng thịt, anh đã nhìn vào mắt con. Anh đã hứa với con rằng sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ đem con cho người khác. Để giữ lời hứa với con trai, anh đến quán bar mà trước kia anh thường lui tới. Những người có mặt ở đây đều là đồng nghiệp và ông chủ trong nghề đấm bốc. Nếu không phải vì gia đình, thì ai bằng lòng từ bỏ lòng tự tôn chỉ vì $18 chứ? Đây là trung tâm cứu trợ khẩn cấp, có trách nhiệm hỗ trợ những người sắp chết đói. Trong tình hình kinh tế đại suy thoái, nhân viên trong trung tâm nhìn anh với vẻ đầy kinh ngạc, không ngờ rằng anh sẽ xuất hiện ở đây. Bởi vì anh từng là vận động viên đấm bốc hạng nhất. Sau khi nhận được tiền, anh trả hết tiền điện trong 4 tháng qua. Các con cũng được đón về nhà. Cả nhà đã đoàn tụ nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn. Không lâu sau, người quản lý tìm gặp James, nói rằng đã giúp anh liên hệ được một trận đấu đấm bốc. Đây là một trận đấu giao hữu. Vận động viên đấm bốc xếp thứ 2 thế giới. Không ai dám đánh với anh ta. Vì chỉ nhằm mục đích giúp các vận động viên khởi động trước mùa đấu, nên Hiệp hội Boxing cũng đồng ý cho anh tham gia. Trước trận đấu, James nói mình vẫn chưa ăn sáng. Người quản lý Joe liền tìm chút cơm thừa cho anh ăn lót dạ. Trận đấu đã bắt đầu. Sau vài hiệp đánh, James đã một thời gian dài không tiếp xúc với võ đài, nên bị đánh tới mức không ngừng lùi về sau. Lần đầu tiên bị đánh ngã, Joe phát hiện ra khuyết điểm của đối phương, bảo James dùng tay trái để đánh. Thì ra sau khoảng thời gian dài khuân vác ở bến tàu, tay trái đã có thể đánh đòn cực mạnh. Trận đấu đã kết thúc. Sau khi chia tiền cho các bên, số tiền thưởng đến tay cũng chỉ có $123, có thể trả hết tất cả các món nợ. Anh thấy rất vui, còn để lại được $5, cuộc sống đã được cải thiện phần nào. James trở lại bến tàu. Tất cả mọi người đều đã biết đến anh. Một ngày nọ, người quản lý Joe lại đến tìm gặp anh. Anh muốn mời James trở lại với võ đài, nhưng vợ anh kiên quyết phản đối. Nếu anh bị thương một lần nữa, gia đình này coi như sẽ đi tong. Cô tìm đến nhà của Joe, phát hiện ra anh ta đã bán hết đồ đạc trong nhà, chỉ để hỗ trợ tiền cho James luyện tập. Những lời trách móc không thể nào thốt ra được nữa. Trong trận đấu đầu tiên, James đã gặp lại đối thủ cũ. Anh ta từng đánh bại James, nhưng James sau khi vực dậy và quay trở lại, đã sở hữu cách đánh đặc biệt. Trong tiếng rèm pha, chế giễu của tất cả mọi người, anh đã thắng cuộc trong trận đấu. Trong 5 tháng tiếp theo, anh liên tiếp thắng lợi. Báo chí đâu đâu cũng đăng tin anh đã quay trở lại. Các bài báo đều nói rằng anh là niềm hy vọng của tất cả mọi người trong thời kỳ đặc biệt khó khăn này. Một ngày nọ, anh lại đến trung tâm cứu trợ khẩn cấp, trả lại tất cả số tiền cứu trợ từng nhận. Phóng viên hỏi rằng điều gì đã tiếp sức cho anh lên sàn thi đấu khi đã bị thương. James trả lời, trong khoảng thời gian này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được mình cần chiến đấu vì điều gì. Thế sao? Là điều gì thế James? Sữa bò. Sữa bò. Trong phút chốc, anh trở thành điểm nóng thu hút giới truyền thông, bởi vì đối thủ tiếp theo của anh là nhà vô địch đấm bốc mùa trước. Sát ngày thi đấu, xương sườn của James bị rạn, anh còn bị viêm khớp, mà đối thủ của anh thì vừa mới trở thành nhà vô địch thế giới. Quyền vương trẻ tuổi sức dài vai rộng,
Trong lịch sử thi đấu, anh từng hai lần đấm chết đối thủ. Dư luận hầu như đều nghiêng về một bên. Rất nhiều báo chí đều mang giọng chế giễu. Trong buổi họp báo, Quyền Vương tuyên bố sẽ đánh chết James. Cô thực quá xinh đẹp. Làm quả phụ thì đáng tiếc quá. Làm thế là không hay đâu, Maxim. Nghĩ lại đi. Nói không chừng sau khi anh ta chết tôi có thể an ủi cô đấy. Tôi đã bảo là ngậm cái miệng thối của cậu lại. Đồ khốn kiếp. Sau khi về nhà, vợ nặng lời trách móc James. Vì cái hư danh mang tên Quyền Vương kia. Mà đánh cược cả tính mạng của mình. Và gia đình mà vừa mới khấm khá lên được đôi chút. Vợ anh nói sẽ không ủng hộ anh nữa. Trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu. James ngồi lên chiếc xe hơi đi đến võ đài. Dọc đường đi tất cả mọi người đều chào hỏi anh. Sau khi James đi, vợ anh đến giáo đường. Cầu nguyện cho anh, trong giáo đường đông kín người. Mục sư nói với cô, những người này cũng giống như cô. Đều đến để cầu nguyện cho James. Tất cả họ đều cho rằng James đang chiến đấu vì họ. Cô cuối cùng cũng hiểu được quyết tâm của một người đàn ông. Cô đến bên James. Có lẽ em đã hiểu được chút ít rồi. Hiểu được tại sao anh nhất định phải chiến đấu. Anh đã nhớ lại được bản ngã của chính mình. Anh là chó bun của Bergen. Là niềm tự hào của New Jersey. Là niềm tự hào của tất cả mọi người. Anh còn là anh hùng trong mắt các con. Trận đấu đã bắt đầu. Quyền Vương bắt đầu trêu chọc James. Nhưng rất nhanh anh ta đã bị James tấn công lại. Đến hiệp thứ 6, Quyền Vương bắt đầu chế nhạo James. Đánh vào chỗ này có thích không? Tất cả mọi người đều bắt đầu chửi Quyền Vương. Quyền Vương đã nổi giận. Anh ta bắt đầu đánh nghiêm túc. Đến hiệp thứ 11, James đã thương tích đầy mình. Rất nhiều người bắt đầu cầu nguyện cho anh. Cuối cùng, Quyền Vương bắt đầu rơi vào thế yếu. Đánh lén hạ bộ của James. Tất cả mọi người đều đang kêu to cố lên. Quyền Vương đánh liên tiếp vào mặt James. Trọng tài bắt đầu đếm ngược. James bắt đầu tấn công lại. Trọng tài bắt đầu tính điểm. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi giờ phút cuối cùng này. Khoảnh khắc chờ đợi dài đằng đẵng. Toàn thể nhất trí đưa ra quyết định. Người thắng cuộc là Quán quân thế giới mới. Đây là một bộ phim điện ảnh được xây dựng trên câu chuyện có thật. Một người đàn ông từng bước một từ khu ổ chuột quay trở lại đoạt danh hiệu Quyền Vương, trở thành một trong số ít những tin tức khiến người ta phấn chấn. Trong thời kỳ kinh tế đại suy thoái, một gia đình bình thường, một người cha không hề tầm thường. Vì gia đình, anh đã dũng cảm liều mạng với cuộc đời. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!